One, two, three, go. Hello và chào mừng các bạn quay trở về channel của mình nha. Mình là Mr. V đây qua đây. Và hôm nay chúng ta đang đứng ở một cái căn nhà cực kỳ kinh dị luôn các bạn ơi. Thì mình có biết mình đang đứng ở đâu không? Huy. Sàn cà chua, nhà bỏ hoang. Không, gì mà sàn cà chua, nhà bỏ hoang? Đây chính là ngôi nhà bị ma ám, chứ không phải là sàn cà chua nhà bỏ hoang đâu ba. Đây là ngôi nhà bị ma ám à? Nhìn nào, đây giới thiệu với em, đây chính là Chin Su. Ủa mà tự nhiên anh bảo rủ em đi chơi xanh, bắt em vô đây chơi là sao? Alo, cái gì cười à? Đâu, anh bắt em vào đây đâu, đậu xanh. Đây chính là một ngôi nhà bị ám các bạn ạ. Còn ai ám thì mình không biết. Đó, bởi vì hôm nay mình muốn gây một sự thú vị, một sự special, một sự Marvel cho Simi đó bạn. Nên mình sẽ giấu biến Simi, không cho Simi biết ngôi nhà này bị ai ám nha. Và bây giờ mình sẽ giao cho Simi một nhiệm vụ quan trọng là Simi sẽ là người đi trước. Đi đi. Trưởng team anh phải gọi là gì đi trước em. Đâu, anh là con trai nè, nên mà anh mới gọi là lady first, anh nhường em hiểu không? Ok các bạn, và cùng để xem hôm nay Simi sẽ đối chọi với điều gì thì các bạn nhớ xem hết từ đầu đến cuối video clip này. Nhớ cho mình một like này, một subscribe nếu như video này được trên 5000 like. Ngày mai mình sẽ đăng 2 clip một ngày để cho bạn coi nha. Trời ơi, cực VIP. Rồi, Simi đi đi. Đi đi đi. Đi. Hay sao lại là em chứ? Các bạn, các bạn. Rồi, em ra gặp Simi đi, em ra đón Simi đi. Ôi giời ơi. Em lại bắt thêm một con chuột. Ôi giời ơi, răng ba con chuột này sợ gì? Nhìn anh mất cả tháng rồi, anh đi tập gym là gồng cơ bắp cho em xem nào. Ấy, thấy chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Đó, ghê lắm đấy, dễ chờ. Đó, nhìn nào, mấy răng ba con chuột này ăn thịt to tay mày này thì con chuột này cũng anh ơi, dưới nó không được thân thiện cho lắm anh ơi. Hình như con chuột này nó bị nhiễm e ghê các bạn ạ. Đậu xanh rồi xong rồi. What the hell? Rồi xong rồi. Tại sao lại mở cửa vậy? Đây. Oh my god, oh my god. Từ, con chuột này nguy hiểm các bạn ơi. Con chuột này chính chuột này. Oh my god. Xin mời bên dưới. Ôi, cái gì vậy? Trời, anh ơi, anh đang dụ dẫn em vô cái nhà gì alo. Oh my god các bạn ơi. Đây chính là ngôi nhà Tom và Jerry bị ám. Và bây giờ hai nhân vật hoạt hình này trở nên gọi là tự dưng hôm nay khó tính như dằn vậy ta. Tự dưng đi uốn lộ đi chơi. Ôi dồi, trời đất ơi, rồi xong. Hình như là đợt trước mấy lần anh em mình chơi đột vào nhập vào nhà của bà Granny này hay nhà Doraemon EXE này thì đều bị gọi là phát hiện ra cái mánh khóe là một người dụ, một người đi tìm chìa khóa rồi. Đó mà hôm nay chúng nó có tận hai người luôn, ghê không? Rồi sao không chết luôn, tụi này biết mánh khóe của tụi mình rồi anh ơi, giờ bên, sao bên, đây? Bên dưới trên em có một cái dương, có một cái cần nè. Và nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải tìm rất là nhiều những cái cần gạt này và chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng với trên hành trình đi tìm cần gạt nào. Oh my god, why are you? Rồi đây, để em dụ tụi này nha. Đây, okay, qua đây. Simi sẽ đi dụ nha, Simi sẽ đi dụ, còn mình sẽ đi tìm chìa khóa. Từ, okay. Trong một cái căn phòng mà nhiều dương như thế này thì mình nghĩ chắc chắn là chìa khóa sẽ không nằm ở trong những dương này các bạn ạ. Mà chìa khóa có thể sẽ nằm ở một nơi nào đó quanh cái phòng này, mình phải tìm kỹ anh em. Anh ơi, nhanh lên ơi, nó chuẩn bị gọi là cho em vào nồi lẩu nè anh ơi. Trời ơi, anh đang cố gắng đi tìm kỹ đây ba, đậu xanh. Ờ, đây, em ok lừ. Ủa, sao em dụ được hay hai con nó đều mê em vậy? Tại vì em ra chào cái gì nó nhìn em luôn, trời ơi. Trời ơi, dám ba cái con này, ai cho mày mê gái vậy? Hả? Ai mê gái vậy? Ta đẹp trai này mà không mê, hả? Đây, làm như vậy nè. Đó, trời ơi. Đó, đập á, trời ơi. Ông giỏi quá. Rồi, ông rồi, okay, sao luôn. Rồi mình tìm được hai cần gạt rồi nha anh em, hai cái rồi. Ok. Rồi, mình sẽ tìm một cái thêm, hình như mình chưa biết chính xác là trong cái căn phòng này nó yêu cầu mình là tìm bao nhiêu cái nữa các bạn ạ. Ok. Rồi cứ để Simi chạy tập thể dục đi. Ok, là Simi. Tập thể dục tập cất nào. Hai ba. Ok. Chả mấy khi Simi đang đi tập thể dục anh em ạ. Chả việc gì phải vội vàng, mình cứ từ từ đúng không? Ra là mình có trợ lý rồi, mình gọi Simi vào đây là quá gọi là IQ 200 luôn anh em ạ. À, ra là vậy. Ok anh. Hello anh. Ok vậy? Hello em. Hey you. Em giữ hai thằng vô luôn. Đó. Anh đủ. Ê, tính ra anh gọi em vào đây làm đồng đội với anh, sao em lại tự nhiên quay em lại bóc ngược lại vậy? Alo. Bởi vì anh dám gọi là gì ta, sử dụng em gọi là trở thành một mồi nhử cho tụi kia. Rồi, ok, đất vậy ơi. Xin đi rồi đây, xin đi rồi. Xin đi rồi. Ok, xin đi rồi. Bây giờ anh sẽ giao cho em làm nhiệm vụ người đi tìm chìa khóa, em vào căn phòng này đi. Rồi okay. Bây giờ anh sẽ đứng đây và sẽ chống mắt lên nhìn xem em tìm chìa khóa ở đâu. Tìm đi. Đố em biết chìa khóa ở đâu trong phòng này. Đấy. Anh là đây anh nè. Nhìn qua là anh biết rồi ạ. Né. Đâu? Né cho mày ra. Quay vậy? Ai đâu, trời ơi, dịch ơi, sao bằng em được? Không, trong phòng này vẫn còn một chìa khóa nữa, em đi tìm đi. Còn là, theo kinh nghiệm gọi là chui ở trong gọi là bụi rậm thì em chắc chắn nó sẽ ở trong cái bụi rậm này, chắc luôn. Ghê, chắc luôn, đâu, tìm coi. Chúng mình đã thể hiện IQ 200 ạ. Ủa sao, xong có, em chui được nè.
đâu, ơ chìa khóa, rồi rồi rồi, tìm đi chìa khóa đâu, chìa khóa đâu. Ủa? Chìa khóa đâu, chìa khóa đâu. Thấy chưa? Đây nè, ghê ghê các ơi, mình đánh giá quá sai mèo Simi quá ạ. Chờ Simi cũng tìm thấy rồi, ghê ghê, tính chứng tỏ Simi cũng là một người dày dặn kinh nghiệm. Ok, em mà em sau kinh nghiệm gọi là bà Granny cầm cái chày đập vào đầu em 5 phát thì em đã sáng suốt ra nữa. Ok đấy. Rồi em tiếp tục đi tiếp đi đây ghê. Ok rồi, mình đã tìm được một cái chìa khóa tiếp theo là cái cần gạt ở bên dưới một cái bàn ghi gì ấy, người chơi người bạn chó chơi cùng Tom và Jerry. Người bạn chó chơi cùng Tom và Jerry ạ. Đập cái này coi. Ủa, cái này không đập được hả? Còn cái này là gì đây? Người vợ của chú của chủ đã mua Tom về. Đây chính là gương mặt của bà chủ đã mua Tom về. Really? Oh my god. Trời, bí mật kinh hoàng sau mười mấy năm. Bí mật kinh hoàng sau mười mấy năm đã được phát hiện. Ghê không? Ok, và đây chính là người chủ đã mua tôm về. Ok, mà mình không được cái trứng này ra để gọi người chó ấy nhỉ. Okay. Tức là mấy người này đã bị mắc rồi hả? Mấy người này hả? Nếu mà theo quy luật của các cái căn phòng kinh dị á thì những cái người này sẽ là những người đã không còn tồn tại nữa. Oh my god. Oh my god. Từ từ, anh nghĩ ra một cách hay cực sim ơi. Đây để anh. Nhìn anh nhỉ. Yo. Một con. Ok, đâu okay, đóng cửa ship, đóng cửa. Em đang vô, em đang chạy vòng trong. Bây giờ anh thể vô đây đóng cửa giúp em rồi được rồi. Đâu sai con tôm, đấm vào đầu anh rồi. Alo. Em ở ngoài rồi, anh ơi, khóa cửa. Ok, em để cho đánh, em để đánh. Ok. Đánh nè, Bụp. Rồi, ok, chúc mừng hai bạn đã bị ra vào trong. Yay. Ôi rồi, game là dễ luôn anh em. Rồi, ok. Đây rồi. Là EQ 200. EQ vô cực luôn chứ, 200 thì tầm này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở cái cánh cửa này ra nhá. Để xem chúng ta sẽ còn thiếu những cái cần gạt nào. Hey. Ok. Rồi vậy là chúng ta đã mở được 7 cái và chúng ta hình như là còn 3 cái nữa các bạn. Ồ, cái cửa này phải chuối luôn các bạn. Và để tăng độ khó cho game thì mình quyết định mở cái cửa ra để cho hai con này đuổi Simi tiếp. Cái gì vậy? À không, nó phải ăn mà. Ủa? Ê! Sao mình dí tay đây? Alo! Kêu vào đây này, đây này. Ok. Cách để cho nó dí Simi là mình sẽ tự sao. Wow. Ok. Rui. Nó sẽ chuyển qua dí Simi rồi. Anh chào Na Bác luôn hả Rui? Em là con gấu tuyết á. Alo. Em là... từ tính ra là em là con gấu tuyết, đâu có liên quan gì đến đến cái vụ mà Tom và Jerry dí em đâu. Alo. À, em kiếm được một cái chìa khóa rồi nè. Ủa, anh tìm được một cái nữa nè. Ok, rồi, mình đã có thêm một cách. Ủa, sao nó quay lại mình vậy? Alo. Hey you. Đây, cho. Ok rồi, mình đã có 3 chìa khóa và thực ra lúc nãy có một cái mảnh giấy. Nếu như mà các bạn để ý á, thì mình... Ê, mày đánh tao ngoài đây. Ôi, nên mê anh nữa, theo ước nguyện của anh nữa. Ê, vào đây, ngồi vào đây. À, Simi à? Hey. Ok, Simi đã bị chết rồi, chạy thôi em, chạy. Ok, kéo Jay đi đây nhá, Jay đi vào đây. Ok, vào đây, yo. Hey, bắt cua. Ok, đó, ở lên trên đấy luôn nè. Rồi, ok, Jenny đã bị tống cổ ở trên đó rồi. Bây giờ mình sẽ vào đây, mình sẽ đặt thêm một cái cần gạt ở đây nha. Một cái nè, hai cái nè. Ô, vậy là chúng ta chỉ có một cái cánh cửa nữa sẽ đến với cả vạch đích rồi. Đi tìm xem. Em lên Jenny trước mặt mình là thấy mất hy vọng rồi. Ôi ôi, dăm ba con Jenny ở trước mặt mình sợ gì, còn con tôm, ủa con tôm đâu rồi? Tôm đã bị mắc kẹt trong kia rồi. À ha, này thì tôm nè, ok. Ủa, nãy Simi lấy cái chìa khóa trong nhà kho này rồi đúng không? Ồ, Simi đã lấy trong nhà kho. Ồ, chết. Bây giờ còn một cái nữa mới khó tìm nè. Một cái, ồ, đây nè. Anh tìm thấy rồi nè. Yeah. Ủa, anh mở cái cửa đi ra hả? Anh mở, không, anh cái chìa khóa ở trong này. Nó trong cái rương này, nhưng mà rương ở bên trên. Rồi, vào đây. Rồi, bạn Điền bị lừa luôn. Simi ra đi ạ. Hey. Ok. Vậy là mình đã nhốt được cả. Ủa, trời ơi, hai đứa này. Oh my god, ok. Rồi, vô đây. Đánh nhốt rồi, vô. Vào đây Tom, vào đây. Hey you, vào đây, đúng rồi, find me. Đây, vào đây. Đấy, mình sẽ chạy một vòng đường này. Rồi, ra, đấy. Hey, ôi. Ta-da, chúc mừng Tom, bạn đã bị lừa. Và ok, cuối cùng thì mình cũng đã lừa được cả Tom này. Các bạn nhìn này, mặt nó đúng kiểu này, thằng kia, thấy ai? Đây, ngon ra đây giống nhau tao nào, mỗi thằng cây solo nào. Đó. Còn đây là bạn Jerry. Còn Jerry đâu rồi? Jerry bị nhốt trong phòng này. Okay. Jerry lũ thụi đầu kia rồi. Jerry thì đang đứng một mình trong này tự kỷ trầm cảm bởi vì đã bị Mr. Vịt lừa các bạn. Và mình đã có tờ giấy chiếc chìa khóa cuối cùng rồi. Và hôm nay thì mình cùng với cả mèo Simi đã vượt qua căn phòng của Jerry và Tom cực kỳ máu lửa luôn nha các bạn. Và các bạn nếu như còn thử thách nào á muốn giao cho Mr. Vịt và mèo Simi hoặc là Hero Team, nhớ comment xuống dưới nha, bọn mình sẽ làm thử thách của các bạn và sẽ chơi những cái con map hay nhất mà các bạn đề cử nha. Chứ dằm ba cái map này hôm trước các bạn ý cho một người, mình cắt cử người ra, một người đứng chờ nè, còn một người đi tìm nè, là mình đã phá được map rồi. Hôm nay hai người đó, hai người vô nha và cử ra hai cái con quái vật để đi đuổi theo bọn mình thì cũng đều bị bọn mình lừa và nhét vào phòng hết rồi. Cùng đợi xem thử thách nào tiếp theo sẽ đến thì các bạn nhớ đón chờ video sau nha.
Còn bây giờ mình sẽ cầm cần gạt này và đi mở cửa cuối cùng thôi. Let's go. Pam pam. Simi ơi, qua đây, qua đây, qua đây. Ok, win. Yeah.